Đấy, như thế này nha mọi người, như này nha. Ta về nè. Ok. Yeah. Quay lại xem tên. Chị. Wow. Wow. Nó cũng nhé. Đấy. Sao bị vậy? Bết đi. Em sao về ông bé? Được đấy. Chà, chà tê chà. Chà tê chà. Yeah. Muito bom. Ok. Ok, hello cho các bạn. Ok, hello chào các bạn, mình tên Pashqua. Ok, hello chào các bạn, mình tên Tony. Ok, chào các bạn, mình tên Shigan. Ok, hello chào các bạn, mình tên João. Ok, hello chào các bạn nha, mình tên Adrian. Ok, hello chào các bạn, mình tên Dick. Ok, chào các bạn đến với channel Linda Vlog, quốc sản của châu Phi. Ok các bạn, hôm nay mình đến làm một món thịt gà KFC nha mọi người. Lúc này Linda đã luộc thịt rồi, đấy, cả cái đùi to lắm các bạn ạ. Cũng như là giới thiệu cho các bạn xem mà nguồn liệu có cái gì nhá. Đây này, đấy. Bột chiên giòn này, đấy. Cái bột này để làm KFC và hai chai rau ăn nhá mọi người. Ba coi này để làm KFC luôn. Đấy được một số anh em đấy. Không biết mấy anh em mà ăn thịt gà KFC chưa hay là rồi thì bây giờ là mình lại hồi nhá. Hôm nay được một số anh em này, còn một số anh em khác phải đi mời ra đây đi về nhá, về bên nhà lấy ít đồ nhá mọi người. Cũng như là một số anh em đi làm với anh em. Ok. Thanh đấy, cháu Adiano và Diklak đã làm, cũng như là còn anh em này là làm khoai tái đúng rồi. Yeah, Manu. Sí. Yeah, hoy preparé una cosa, frango KFC. Okay. Então quero só saber se os irmãos já provaram o frango da KFC. Já provaram alguma vez? Não, mas ainda não. Eu só provei uma vez lá no Cairo. Ah, eu nunca vi mesmo assim a preparar. Ah, então é só Pasquale, todo já, né? Todo ainda não, né? Ainda não. Hoje será o primeiro dia de provar. Ah, não, né? Bansoa, dang Android, ou tão nhà hàng. Cũng chưa nhìn thấy người làm KFC nha mọi người. Chỉ có ăn thôi, chưa nhìn thấy để biết làm như thế nào. Còn Adriano, rồi. Còn anh em kia là chưa ăn. Yeah, então hoje vamos ver o frango da KFC como é que se prepara, yeah? Como é que é preparado, eu vou preparar. Ok. A todos, yeah? Okay. E mình làm luôn cho các anh em xem luôn làm như thế nào. Ok, làm xong rồi. Ok, bây giờ là nói với anh em nhìn theo Lindo làm như thế nào nhá. Đợt trước mình vừa hắc màng, hắc tên màng làm gà KFC nhá mọi người. Cũng như là lần thứ hai là mình vào trong nhà hàng để dân vô đi ăn đấy. Có thể người ta dùng bằng máy nha mọi người. Ok, então vamos, né? Ok. Começar, vamos ver. Ok, hello, chào các bạn, mình tên là Fedi. Ok, hello, chào các bạn, mình tên là Matilo. Ok, hello, chào các bạn, nome é MJ. Ok, hello, chào các bạn, mình tên Domingo. Ok, tamo a meter já, ok, a farinha. Ok, ok. Ok. Eu, primeira vez, aprendi na internet. E a segunda vez é quando, na loja. E a gente, eles usam tudo com máquina. Okay. Mano, mas, vê lá, bota tema. Vê lá, tem bota. Assim, vamos buscar, okay, foi buscar mais coisa. Farinha. A farinha. Ok. Yeah. É só farinha, girar um pouco. Fazemos farinha com água? Sim. Não, farinha com água e depois vamos meter o ovo. Okay. Sim, okay. Dentro. E depois vai lá batata? Não, batata vamos fritar à parte. Okay. Essa aqui é só farinha, ovo. Okay. Depois batata frita essa parte e vamos ver, vamos controlar já. Yeah, okay. Ariane, Nhanilene! Okay. Yeah. Ok, ok.
Tipo, não pode ficar muito pegado, isso é assim normal. Ok, ok. Não pode ficar, não pode ficar muito pegado, não pode ficar muito mole. Já, acaba, não tem nada. Velho, tem. Então, já. Falta só um bocado de fuba. Ok. Já, de farinha, aliás. Sim. Ok. Betting Valuan. Enquanto esperamos a fuba, outro ajuda só a partir de ovos aí dentro, né? Ok. Já, vamos ver. Isso. Controla quando a fuba se vai ficar como, né? Controla bem. Para amanhã fazer. Parte bem o ovo para não falhar. Devagar, é só uma. Devagar. Ok. Se ba be cả tinh vào luôn nha. Năm quả tinh luôn. Như thế này nha mọi người. Ta về với một giây tụi kia massage ta nè. Dạ, dạ, sim. Cô là muito bom. Nha, thì bây giờ là Lindo sẽ lên làm để cho anh em xem nha mọi người. Agora vamos ver bem, nha, vamos controlar bem, nha. Tá bem, tá bem. Já, ok. Tipo assim, né? Ok. Isso. Adriano, ajuda. Mano, ajuda. Ele ajuda ainda a abrir. Tá vendo? Assim, ok. Isso. Oh, oui, c'est ta boca, j'attends ça. Quand on est bien, c'est. Cái bột này hả? Bột trên chuẩn phải không? Thế à? Chắc chắn. Vâng. Bột trên phụ vào. Bột trên phụ. Vâng. Rất là tốt các bạn. Okay. Lúc này mình xin phép tất cả mọi người nha. Bây giờ mình sẽ vào đi rằng khai tay nha các bạn nhé. Đi rằng khai tay hả? Ok luôn. Tại vì ở trong nhà có khoai tái để rặn để chiên nhá mọi người. Agora é assim. Experimentar. Ok. Baixou thử trước nhá mọi người. Capota gira já, para não queimar já, gira mesmo bué. Ok. Ok. Agora. Tá. Não, ainda não acabou. Eu vou fazer. Você não tem muito. Sim. Não conhece? É. Sabe, já. Eu só vejo bem. Verdade? Já. Muito bom. Ok. Vamos meter rápido isso aqui, né? Pega essa. Quero muito. Abre aqui. Deixa eu ver lá para ficar mais fácil no trabalho. Para acreditar mais assim. Ok. Agora também. Quem? Cabaço. Depois vão. Já, ok. Tá vendo? Todos vamos copiar. Sim.
nói là nhìn, là nhìn là biết là anh Linh Đô là đúng rồi, nhìn học theo, nhìn học theo anh Linh Đô làm nào? Đúng, okay. Cảm ơn anh. Ok. Cho phải đi nhìn nhiều lắm. Yeah. Nhìn phải học theo nha. Đúng đúng, cảm ơn anh. Phải học theo anh. Ôi ngon nè. Ô, cả ba xa được phép nha. Ok. Anh Domingo là Domingo lát lát gà. Chợ ngon nè. Quần tuyệt đuôi tiếp. Rất tỏ hề. Cái đuôi này là mỗi người ăn sẽ luôn nhá các bạn nhá. Trời, to thật, to bự. Trời, ai đó là Doan Hề. Rất được, Doan được phết nhà. Ê, ê, à kì, Doan phải xe. Để bố con mê. Để bố con mê. Nó đau con mê. Ok, anh đau con mê. À, cái nào chín chín sẽ bỏ đây. Bỏ đây nhá. Ô, được phết nhà. Ê. Muốn tụ bon. Ok, nó cái ấy. Anh Huy Long. Ok. Anh Long. Là có mẹ mà xin nó đi. Có xin nó đi. Chưa. Ok. Ok. Giờ ta sẽ gọi anh ta vamos esperar. Để cho đi đi. Dạ. Anh ta vamos esperar. Cho tôi quero muito. Dạ. Ai tá pronto. Ai tá. Não. Volta. Được phết nhá. Cái đó mà con đi chụp bài thế. Đấy. Quên đi chụp tên à. Chia. Ồ, tá vendo? Chụp. Kep ngon nè. Đâu thật tí. Đấy. Essa aqui tá bom mesmo. Ê. Ê, quero comer muito. Chia. É. Ngon nè. Muito bom. Nadi lo fazer, meter aqui. Não vai. Bom. Yeah, esse pode baixar pouco para nós espalhar muito. Baixa assim no prato. Yeah. Ai não com do tinha. Tchau. Bom. Uau, ok. Frango é capaz de ser. Capaz. Esse cara já cambele. Capaz. Tá com sugar, mãe. Ainda parece que vamos esperar lá, né? Aí tem quatro. Esse endereço é mesmo bem, no meio a meio. Ok, a canhá. Vai ser lá e a tia. Quai, tá e tuc, nha. Oh. Ah, agora tem nuc ngot. Ok. Primeiro ainda, esse é bugado, depois vamos repetir, já. Ok, aqui também já tá pronto. Bonne chapeta. Ok. Já. 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 Já.
mỗi người một đuôi mà biết ông mà ê cảm ơn nhanh lên đô ok ê chà anh qua tay dạ ok cảm ơn ok trong fait eu ton voir grande de sa vie thêm mà tiếng ớt nữa làm gì mà phải sao sung nha mọi người làm gì mà phải sao ê là ngó sung chế sung hay là tiếng ớt chế sung tiếng ớt phải là chế sung phải là tiếng ớt ngon ok chế sung chế sung ok ok ê là ngon ngon ah Oye, ¿qué comes? ¿Qué comes? Va. Domingo. ¿Qué acabó? ¿Tira más, ne? ¡Camón! ¡Ay, coca, nước ngọt! Está bien, ya acabó. Entonces, el frango de KPFC es así. Ya, entonces podemos ir sentar ya. Ahí vamos a hacer ngoy. Vamos fazer saúde. Todos. E a todos. Vamos de longe. Não, fazer saúde de longe. Depois. Ok. Será bem, ó. Que vai ser lá. Será bem, ó. Mui, cac ban ăn. Mui, cac ban. 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 Por quê? Ué, ngon. Saúde. Ela tá no chifre. Saúde, frango. Vai. Ngon ngon fait dire comme ben ngon muito bom. Muito bom. Obrigado, Gamen. É tchotipa. É pesado, é? Muito bom. Tá bom, tá? Não? Só me não me pega nada. Não. Depois? Manga para onde? É, vamos abrindo. Manga para onde? Manga para onde? Manga para onde? Já, manga para onde? Manga para onde? Manga para onde? Manga para onde? Como é? Ah, já, ok. Manga para onde? Ok. Tira da onde? Ok. Vem vir aí. Ok, nha. Ok. 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 Ande Já não. Ok. Mano, então, o irmão é a primeira vez, né? Comer aí o frango da KPFC. É a segunda vez. Segunda vez. Ah, daquela vez. Daquela vez que ficou... No Candando, né? Okay. Na Shoprite. Na Shoprite, sim. Certo. Então, a diferença, qual é a diferença que achaste nesse meio do que eu preparei? Do que eu preparei? Não há diferença, é igual mesmo. Porque lá eles fazem só com a máquina, né? Usam muito mais a máquina. Yeah. Sim. Mas eu estou a ver na boca, não há diferença. Ok. Só que a diferença é que de lá, aqui tipo mais cuia. Tem aqui tchuk-tsuk. Ah, tchuk-tsuk. O mesmo junto aqui cuia muito. Ah, é verdade. Mas tem só uma pequena diferença só. Sim. Aqui cuia muito, tá quente. Ah, ok, ok, certo. É, dum dói. É. Cuia. Que dinha? Aí. Fedi. Mano, então o irmão é pela primeira vez ou a segunda vez de provar o frango da KPFC?
Esta es la segunda vez. Y ahí la primera vez en la loja, ¿no? ¿En su país? No. ¿En Canadá? En Canadá. Oh. En Canadá. Entonces, la diferencia de que yo, ese frango, de que yo fiz hoy, ¿cuál es la diferencia? A única diferencia que tengo aquí, só que daqui é natural, lá passa na fábrica. Ok. Tá vendo? Sim. Agora vemos que só o tempero que já está aqui, como passou no fogareiro, já há diferença. Certo, certo. Agora lá, não vimos, não, só compramos e comemos. Certo. Tá vendo? Certo. E nós aqui olhamos com os olhos e até olhamos dentro que está igual. Certo. Mas o tempero é mesmo. Certo. Muito obrigado. Bom apetite. Vamos. Ok. Mano, estigão. Ok. Atento. Sim. Bom apetite. Obrigado. Então, qual, como é que está a sentir o sabor do frango aí, KFC? Hoje eu estou a ver mesmo, até o nome já não sei falar. E tipo, KFC, o nome já não sei, mas estou a ver mesmo, não. Está bem curioso. Sim. Até não sei quem preparou. Certo. E, até não sei se a técnica da minha tirar ontem. Uh-huh. Está a gostar muito. Muito bom. Yeah. Bom apetite. Obrigado. Ok. É muito coia. Ok, a ganhar. Ajuda. Minha jeteu, que monai. A dois gás, capacete, três gás, capacete. Ajuda mesmo. Eu estou a nhem, antes. Eu estou a mãe. Não, ok. Aí, são dois. Eu estou a ganhar. Eu não tenho meu nome aqui, vermelho. Bau, bom. Sim, sim. Ok, a mãe não é sabido, não é? Hai. Cái nghĩa và đa kinh tế nên đâu về lock cuộc sống tốt đi để ủng hộ hai anh em nha. Chào các bạn.